Xin chào các bạn. Thời tiết hôm nay ngủ dậy khá là muộn nên là bây giờ là sắp có mưa rồi các bạn ạ. Hiện tại bây giờ ở Hải Dương là 6 giờ. Đây là mình đi đổ. Mình gọi cá lên. Thả chúng nó ra ngoài, những con nào để sống đã, những con này đã. Cho vào đấy một lớn. Mấy con tôm này tí nữa. Ý à? Khá quá nhỉ. Kéo vắt phát lên trên. Mèo. Mèo 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 mèo. Thôi xuống đây. Xuống 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 xuống. Xuống à. Cũng đi nhặt trứng gà với nhà Quyên nào. Các bạn vịt bạn ấy chui sang bên kia tí rồi. Tìm đường sang á. Đợi một tí cho ăn nhá. Hôm nay này mình lại có cái món là nhặt trứng gà vào túi rồi các bạn. Hiện tại ở đây đang chưa có ấy. Đang chưa có cái rổ mỗi khi nhặt ở đâu. Từ từ bình tĩnh các bạn này. Ố phản trà kia đó. Đấy, nó khô đâu. Toàn chui ra bên kia đâu, giúp kiểu gì sang. Rất là tài. Ồ, các bạn gà này hôm nay vẫn nháo nhác là nào. Ủa, mưa có một hôm ướt này. Sao phải lấy bạt che lại chỗ này thôi. Mẹ bạt. Chị kia. Đấy, chị giới thiệu đàn gà này một kia mơ. Hôm nay là các bạn gà để bao nhiêu trứng. Wow, hôm nay đi nhặt tối quá đây nè. Bên này các bạn để được một quả trứng các bạn ạ. Yêu chiều. Đấy, một quả. Thì xem là những cái ổ bên này các bạn để được không à. Xem là ủa, ta làm gì đâu mà chạy giá giác. Mấy chục mét bạt để tăng lên. Rồi, tí nữa ta mới đi nhổ bèo cho. Chỗ kia phải lấy mấy chục mét bạt tăng lên rồi. Mưa nước này ướt ghét như thế. Ồ, mấy con gà này nó cũng không ăn lấy mấy. Không ăn bèo mấy. Cứ được đây. Bạt lách đâu. À, hôm nay có 2, 4, 6, 8 quả. Cộng mất 1 quả. Được là 9 quả. Ồ, ổ này bị mưa ướt ướt các bạn ạ. Đây, hôm nay lại có cái chỗ nhặt trứng này. Ồ, có cái gì đựng thì đút túi quần vậy. Thì có ăn nhiều vào để nhá. Nếu không là bị thịt đấy. Không đùa đâu. Thoải mái đựng được 9 quả trứng. Đấy, các bạn thấy mình có chỗ đựng trứng kia không? Nó ra thì vẫn phải nghiêng nghiêng ấy, hơi đầy mọi người ạ. Được trứng và trứng trong một cái túi. Đợi tí để vào lấy thóc cho ăn nhá. Bên này đầy quá. Ế. Mọi người nếu mà đăng ký kênh thì nhớ like, share kênh cho Quyên nhá. Nếu mà đăng ký thì nhớ ấn nút nhận thông báo để được xem video mới nhất từ nhà Lệ Quyên nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video ngày mai nhá. Ồ. Các bạn nhìn thấy con vịt kia. Đây cái con vịt này. Nó ăn diều nó lệch hẳn như thế này cơ mà. Dứa. Úi. Chô. Chân tôi cũng là cái chỗ mổ thóc à. Ok man.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.